Em chào các bác nhá. Em chúc sức khỏe tất cả bác đang xem video nhá. Hiện tại bây giờ là 10 rưỡi tối của ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch. Thì em vừa lên vườn tới lúc 9 rưỡi cơ bác. Là một tiếng đồng hồ ở trên vườn là em dùng cái đèn pin điện thoại này là em đi soi những cái chậu lan, tất cả các chậu lan trong vườn lan của em để em soi xem có ốc sên hay không. Thì như các bác cũng biết đấy, là những cái chậu lan trong vườn lan của em ấy là em cũng đã thông báo các bác rồi, là đây là sang năm thứ hai là em không ngâm một giọt Omo nữa đấy. Và hôm nay thì theo như cái công tác mà em tưới nước ấy, tưới nước lại cho cái chậu lan của em thì hôm nay là em tưới được ngày thứ hai rồi, và đến ngày hôm nay là em sử dụng cái GE gừng là em tưới cho cái vườn lan của em rồi đấy, nên thì chính vì vậy là cái GE gừng nó rất là thơm, là nó kích thích cái bọn côn trùng rất là tốt. Nên là ngày hôm nay thì em lên em kiểm tra vườn để xem là những chậu lan của em nó có ốc sên không. Thì sau khi kiểm tra một tiếng đồng hồ trên vườn của em ấy, thì những cái chậu lan của em ấy thì đến 95% là không có món ốc sên nào cả. Nhưng mà chỉ có một số chậu, khoảng độ tầm 3-4 chậu gì đó đấy, là nó có ốc sên thôi, nhưng có rất ít, nó chỉ có một hoặc hai con thôi, nó không có nhiều. Thì kết hợp với cái việc mà em đi soi ốc sên ấy để xem có ốc sên ở trong cái chậu lan này hay không, và đồng thời là em cũng đi kiểm tra là xem là cái mầm gốc ấy, những cái cây mà em tưới nước lại thì nó có cái biểu hiện như nào rồi. Thì đến ngày hôm nay em tưới nước lại 2 ngày thì em kiểm tra thì rất là nhiều chậu nó đã lên mầm gốc rồi các bạn. Và có những cái chậu thì bắt đầu là nó sưng các mắt gốc lên đây, kể cả như những cái chậu này này là mắt gốc của nó cũng sưng hết lên đấy bác này đó, và những cái chậu này nữa. Đây là em mới tưới nước lại có 2 ngày thôi mà mắt gốc là nó bắt đầu nó sưng lên rồi. Đây, những cái chậu này nhìn rõ nhất này các bác này. Thì với cái tình trạng mà như này đấy thì chắc là khoảng một tuần nữa thôi, em tưới nước lại một tuần nữa thôi là tất cả chậu lan em đều có mầm gốc hết các bạn. Nhưng mà cái chuyện mầm gốc ấy thì đấy nó chỉ là cái công tác mà tiện thể để em kiểm tra thôi, nhưng thực tế là em đi kiểm tra là xem những cái chậu lan của em là có ốc sên hay không, để kiểm định kiểm chứng là cái công việc mà mình sử dụng cái bột giọt Omo để mình ngâm trọng những cái chậu lan này này các bác này, để xử lý côn trùng ốc sên ấy. Thì đây nó mới là cái việc cần thiết để em kiểm tra. Thì nói thật với các bác ấy, là em kiểm tra tất cả các chậu lan trong vườn lan của em rồi, 95% các chậu lan là không có một con ốc sên nào cả. Thì những cái vài cái chậu mà nó có một vài con ốc sên đó đấy, thì đó là những cái giá thẻ cũ. Thì lát nữa em sẽ quay cho bác xem tại sao mà những cái chậu đó là cái chậu giá thẻ cũ mà em trồng rất là lâu rồi. Thì bây giờ em quay qua bác cho bác xem những cái vỏ thông hiện tại em đang dùng nhé. Thì đây là một loại này. Đây là những cái dạng vỏ thông mới là em dùng. Em dùng cái được khoảng độ tầm hơn một năm nay, là cái năm trước em sử dụng ấy. Còn trước em sử dụng cái loại vỏ thông ta cơ, nó chai lì hơn cơ các bạn. Đây, nó dạng dạng như vỏ thông này này. Đây đúng rồi, cái chậu này này. Đấy, cái chậu này là vỏ thông cũ này. Rồi lát nữa em sẽ quay cái chậu kia thì các bác sẽ nhìn rõ hơn. Thì với những cái chậu đó ấy, vài cái chậu mà nó có ốc sên ấy, nó có vài con đó ấy, thì cái nhất là em dùng là đã trồng rất là lâu rồi, trồng về những năm trước rồi, là một. Và cái hai nữa thì trong cái khoảng thời gian mà 2 năm ấy, năm trước và năm nay em không ngâm, em không những ngâm những chậu lan này vào ngâm vào cái dung dịch vừa tạo động mô ấy, là nó vẫn có khả năng là những con ốc sên từ ngoài nó vào, nó có khả năng là những con côn trùng nó bay ở ngoài bên ngoài vườn, là nó tha những trứng ốc sên vào trong chậu lan của mình, nó là cái chuyện bình thường thôi các bạn. Thì cái video này ấy, thì em cũng chỉ làm em thông báo với các bác là hôm nay em đi kiểm tra như vậy thôi, nhưng còn thực tế là em sẽ phải kiểm tra ngày mai ngày kia nữa để xem nó như nào. Bởi vì là có khả năng có những con ốc sên mà nó chưa kịp nó bò lên trên mặt chậu chẳng hạn, thì em sẽ phải kiểm tra tối ngày mai và tối ngày kia nữa.
thì có kết quả như nào thì em sẽ lại thông báo lên cho các bác để các bác cùng tham khảo nhé. À còn cái việc ốc sên đấy thì 95% ở trong chậu làm em không có. Thế nhưng mà cái con mà con cuốn chiếu nhỉ, đâu em vừa nhìn thấy một con ở đây, đây các bác này, à đây là cái con cuốn chiếu. Thì cái con này ấy, à, có chậu thì có rất là nhiều đấy. Thì cái con này là em không hiểu ở đâu nó sinh ra đâu, mà diệt con này rất là khó. Em ngâm bột tạt Omo rồi nhé các bác nhé, ngâm cả chậu vào bột tạt Omo nhưng mà nó vẫn sống, nó bò lồm cồm các bác. Con này nó, con này rất là khó diệt luôn. Mà em đoán ấy, em đoán là con này chắc là chỉ là một cái dạng ấu trùng của dạng bọ cánh cứng nào đó, nó đẻ trứng, nó bay vào vườn mình, nó đẻ trứng ở trong những chậu lan của mình này này đấy, gọi là nó sinh sôi, nó lầy lở trong này thôi. Nhưng mà sau một thời gian ấy thì bọn này sẽ không còn xuất hiện ở trong chậu lan nữa, và mặc dù mình không diệt thì các bác cũng chắc là em nghĩ là bác nào cũng chơi lan rồi ấy, thì cũng biết được cái con đó, là con đó là nó rất hay xuất hiện ở trong những chậu lan của mình, mà kể cả cái vỏ thông hay là rêu, những cái giá thể mà các bác đã luộc sôi, luộc chín rồi mà nó vẫn có, đúng không bác? Thì nó lại chứng tỏ một cái điều là cái con đấy đấy, nó là ở ngoài môi trường bên ngoài, là nó vào trong cái chậu lan của mình, đúng không bác? Thì em đoán là như vậy thôi. Em đoán nó là cái trứng, là cái con côn, là cái con ấu trùng của một loại bọ cánh cứng nào đó thôi các bác. Em cũng chả biết rõ con này nó là con gì đâu, à, không biết rõ nguồn gốc của nó là như nào. Thì những con này trong những chậu lan này thì rất là nhiều, à, có chậu 4-5 con, có chậu đến chục con cơ đấy, hoặc là có chậu không có con nào và có chậu chỉ 1-2 con thôi, à, là nó cũng không có nhiều. Thì theo như em được biết ấy, là cái con này ấy, là nó cũng không làm hại gì đến cái mầm gốc đâu đấy, cùng lắm là có khi nó cắn một vài cái rễ thôi, thì em chưa thấy cái tác hại gì nhiều từ cái con này ở trong chậu lan của mình các bạn. À, và đây các bác, thì đây là ba cái chậu lan mà em tìm thấy là nó khá nhiều ốc sên ở trong ba cái chậu này đấy. Để còn như có một vài chậu nữa thôi, là nó chỉ có 1-2 con thì em bắt giết rồi. Thì nhưng mà trong ba cái chậu này thì em bỏ xuống đây này, thì trong ba cái chậu này thì rất nhiều ốc sên, em kiểm tra thì rất là nhiều. À, thì đây là các bác này, à, thì đây chính là cái loại vỏ thông mà em sử dụng từ ngày xưa đây này. Đó. Đấy. Đây là cái loại vỏ thông ngày xưa, nó rất là mỏng và nó cái bề mặt nó rất là chai lì và nó rất là nhiều góc cạnh nhé. Thì đây nó là vỏ thông ta đấy, đây là vỏ thông ta đấy. À, trước em toàn sử dụng cái loại vỏ thông rẻ tiền này đấy. À, ngoài ra không sử dụng loại vỏ thông nào đâu. Thì sau này thì cái vỏ thông mới ra bây giờ ấy, nó cũng bằng giá cái vỏ thông thông ta này. À, em mua đâu là có 15.000 một cân đấy, 15.000 kg. À, nhưng mà cái vỏ thông mới bây giờ ấy thì nó dày dặn hơn và nó được mài nhẵn hơn là cái vỏ thông ta này các bác. Đấy. Thì cái chậu này thì em trồng là lâu lắm rồi. Em trồng cái chậu này năm thứ 3 rồi. À, thì trong ba cái chậu này ấy, thì đây là cái chậu mà cậu gửi cho em để em chăm. Thì trong cái chậu này cũng có rất nhiều ốc sên. Thì em sẽ bỏ xuống ba chậu này thì mai em sẽ xử lý, em ngâm một giọt Omo để diệt hết những con ốc sên đó. Thì cái điều ở đây này em muốn cho các bác xem luôn cái chậu này. Thì cái chậu này ấy, à, đây là than củi nha các bác nhá. Thì cái chậu này thì nó rất là nhiều ốc sên, nó lần đâu hết rồi. Em vừa phát hiện nó nhiều lắm, nó bò lúc nhúc cơ. Lúc đầu tiên em lên ấy là em kiểm tra cái chậu này luôn. Thì à, bởi vì cái chậu này ấy, đấy, cái cây này ấy, cây này là cây chầm lá kẻo của em đấy bác. Đây là cây chầm lá kẻo của em. Em trồng cái giá thẻ bỏ thông này, à cái than củi này, trồng lâu lắm lắm rồi. Đấy, từ cái đầu năm 2019 cả, em trồng cái chậu này bằng giá thẻ than củi. Thì nó rất là nhiều ốc sên, to nhỏ có rất là nhiều. Thì chắc là lâu quá là nó chui hết xuống bên dưới rồi. Như ở đây có sao này. À, tiếc quá, đáng lẽ em quay cái chậu này sớm cho các bác xem để em chứng minh cho một việc ấy, là cái giá thẻ và than củi này ấy, nó vẫn có côn trùng ốc sên bình thường,
Đấy, không có cái gì cả. Không có khi cái chậu này em sẽ để lại. Em để lại xong rồi em sẽ tưới nước. Sau đó ngày mai em lên em rình cái đống ốc sên nó bò lên. Thì em sẽ quay cho các bác xem. Nó nhiều lắm các bạn. Nó bò nhúng nhúc rồi cái chậu này cơ. Đấy, chắc là nó lần hết xuống bên dưới rồi. Bởi vì là em lên vườn một tiếng rồi mà. Một tiếng em bật điện lên sáng. Bật điện là bật đèn điện lên sáng lên. Nó chui hết xuống dưới rồi. Thôi rồi. Thì cái chậu này thì em sẽ để lại. Em sẽ cho nó về cái vị trí cũ. Đây, em sẽ cho nó lên đây. Sau đó là ngày mai em sẽ lại tưới nước. Và tối mai em sẽ lên. Tối mai em lên xong em sẽ rình cái chậu này. Em đợi bọn ốc sên này bò lên. Xem em quay cho các bác xem. Nhớ các bác nhé. Rồi. Thì em xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Thì các bác chờ cái kết quả của em là 2 ngày nữa, 2 ngày liên tục nữa là em sẽ kiểm tra lại những cái chậu la này. Thì xem kết quả như nào thì em lại thông báo cho các bác nhé. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo nhé.